Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới WICO năm 2023 diễn ra từ ngày 28 đến 29 tháng 7 tại Seoul, Hàn Quốc, có 1.228 thí sinh với 311 đội đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Việt Nam có 38 đội tham gia dự thi và giành 7 huy chương vàng. Riêng đoàn Hòa Bình có hai đội tham gia là đội trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Hòa Bình với đề tài sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân loại rác thải tự động và đội của trường trung học phổ thông công nghiệp với đề tài nhà nổi thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu. Với hai đề tài có tính ứng dụng cao tập trung nhiều về khoa học và bảo vệ môi trường, cả hai đội đều được ban tổ chức đánh giá cao và xuất sắc đạt huy chương vàng wico là kỳ thi dành cho các nhóm học sinh phổ thông với những phát minh về khoa học kỹ thuật được tổ chức và đánh giá bởi các nhà khoa học hàng đầu thế giới theo tiêu chí quốc tế